trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi. Theo cái cảm nghĩ của tôi thì đối với cái sự chuẩn bị của nhà trường nó chuẩn bị chú đáo để một trường làm được như thế này là phải nói là khá có cái quy củ. Tôi thấy là FPT công tác tổ chức rất khoa học và nó đảm bảo sự công bằng trong thi cử. Thú tìm hiểu qua cái thông tin của nhà trường ấy, thấy rằng trường mình là một cái đào tạo rất cơ bản và đào tạo chủ yếu là cùng cho tổng đoàn FPT. Thế và sau này là các cháu được đào tạo thì nhà trường vừa có thể tiếp nhận vừa giới thiệu cho các cháu có việc làm. Cái đó là cái rất quan trọng mà chú cũng nghiên cứu và thấy rằng là cũng cho cháu tham gia dự thi ở trường. Gia đình chúng tôi cũng muốn là cho các cháu đi theo một cái hướng gọi là theo một cháu chung của xã hội bây giờ, có nghĩa là cái hướng mà chọn trường lớp là thực học rồi thì thực hành. Nhưng mà cái trường này là một trong những tiêu chí mà chúng tôi cũng tìm hiểu thấy là có cái đáp ứng được những tiêu chí như thế là chúng tôi cho cháu đi theo trường này. Đã xem qua các cái trang web cũng như là các tài liệu tham khảo của FPT thì tôi thấy đây là một cái môi trường rất tốt để cho các cháu tự rèn luyện và khẳng định. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, bản sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó lần đầu tiên là em thi một kỳ thi nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những kỳ thi ở sau trước này em thi, và nó là nói chung là em cũng thử sức và em cũng cố gắng để đề thi cũng vừa tầm, có thể mọi người làm được. Đề khó thì một số câu đây một kỳ thi rất khác và em chưa từng gặp kỳ thi này trước đây ạ. Nó giúp đánh giá năng lực học sinh một cách triệt để nhất ạ, giúp cho học sinh phát huy được những tài năng phẩm chất của mình trong người.